Chào anh em, hiện tại là mình đang ở Vũng Tàu. Đấy, anh em thấy gì đây không? Một ngôi nhà có biểu tượng AC Milan. Đây là nhà của anh Trương, một cổ động viên sưu tầm rất là nhiều thứ về AC Milan, tất tần tật về mọi thứ AC Milan, và là ông trùm AC Milan mà đi gặp rất là nhiều cầu thủ nổi tiếng. Siêu sao thế giới. Đây có một cầu thủ rất nổi tiếng hiện tại, Borussi. Đây là huyền thoại ngày xưa, Zivando. Thế Zivando sẽ nhập rồi. Zivando. Đây. Roberto Baggio. Roberto Baggio. Inzaghi đúng không? Inzaghi giờ già. Inzaghi. Inzaghi giờ già ngày xưa nhiều. Còn đây là thủ môn Dida. Thì chứng tỏ là anh cũng gặp rồi, mong nếu được tới anh đi tiếp là cũng lại gặp lại thôi đúng không? Gặp Kaka. Chứ chưa gặp Kaka, gặp Kaka. Đây là Roberto Baggio các bạn nha. Trong ở đây có Văn Quyết nữa này. À, đúng rồi, đây công cụ đặc biệt nhất là Văn Quyết. Xếp trong chỗ này thì có Văn Quyết, đặc biệt là Văn Quyết là một trong... Văn Quyết rất đặc biệt đấy. Cầu thủ mà rất thân mộ AC Milan. Dạ. Yeah. Việt Nam. Bà Giót không nhỉ? Còn đây là Figo. Đây bà Giót đúng không? Yeah, và giót nè anh em. Đây có những hình ảnh tôi thấy là những hình ảnh này là những hình ảnh mà bóng đá Việt Nam mà vừa rồi trong cái mùa giải ASEAN ở rất là nhiều nơi chú ý rất là nhiều. Cái này là trận Hàn Quốc à? Trận gặp cái gì? Đây có chữ A không ạ? Bahrain. À. Là anh đang cầm gì trên tay? Cảm giác nó nhìn sau như kiểu là đang cầm cái gì ấy? Cái Z ấy, như kiểu nó định ném thế nào. Nhìn từ xa thì nó hiểu. Đây, nó lý tính thằng này chỗ này này. Cảm giác như kiểu đang cầm cái Z ấy, như kiểu đang cầm cái Z và phi xuống. Yeah, Barassi kìa. Đấy, rất là nhiều những thú vị ngay phía ngoài. Maradona thì chưa gặp đúng không? Chưa, nhưng mà những cái điểm mà... Đây là bức tường của Maradona. Từ Argentina, Napoli, Barcelona. Tức là những nơi nào mà Barcelona... Maradona đá là mình chỉ còn thiếu một Valencia, Sevin còn ở cái New Young Boy ở Argentina anh tới rồi. Thì cái hôm em ở đây cũng rất đặc biệt này. Cảm khu luôn, cũng cảm khu, nó cũng nói về Maradona mới tủ nói về Maradona thứ. Xe AC Milan này. Khu. Cái bức tường này cả thế giới của Starbucks trong tấm hình. Những cái nước nào mà có Starbucks nằm trong này. Xong anh mua cái đá về cả thế giới luôn. Cả thế giới. Mỹ là đá ngay chỗ Mỹ luôn. Ý tưởng tám bạn. Sau này xin được làm đá phục sinh nhé. Mấy cái đá đó là được từ đá phục sinh. Đây mấy hòn đá này các bạn nhé, đây là trong cái đại dạng phục sinh của chúng ta, những thấy những cái bức tượng mà ngày xưa mọi người nói là cái tượng này như kiểu là người tinh làm hay sao. Thế là anh đến đảo này từ hồi nào? 2016. Ở đây có đông người du lịch không? Có đông khách du lịch hay là gì? À, khách du lịch thì nhiều. Ngày nó có một chuyến bay mấy trăm ngày. Đã mang thật. Phía này còn có một số tranh nữa, còn đây là phòng làm việc của anh ấy. Đây là cái bóng đá. Đấy, tất cả mọi thứ là khu nào ra khu đấy luôn. Còn ở phía bên này là Starbucks. Nói chung là nghĩa là tín đồ của Starbucks. Hội trưởng của Starbucks Việt Nam nơi rồi. Yeah. Ôi ngoài này còn rất là nhiều cá. Thế cá này là chỗ cửa này có mở không? Có bình thường có mở lên cho cá ăn gốc xuống. Là nó có cái nút công tắc đấy. Nút nào ấy? Đấy, cụp xuống đẩy ra. Đây đấy. Trải nghiệm
Đấy. Mở ra phát là thấy ngay các chú cá đang bơi lội rất là mát luôn. Cá này là cá chép anh? Chép cá không? Cá coi. Cá coi, cá coi. Coi. Đấy, em không biết cá nào thì cá nào. Cá tức là làm theo cái phong cách là fan. Vâng. Có nghĩa là chỉ hình ảnh trên khán đài thôi, cổ động viên thôi. Có những cổ động viên này là những cái người bất kỳ đúng không? Không, tức là những cái hình chụp ở sân San Siro á. À, anh lấy về. Lấy mình tìm trên mạng mua các cái của phong các cái trang bán ảnh á, cái nào đẹp mình mua. Xong về nhìn lồng ghép vào. Quá hay. Còn đây cái bài hát khẩu hiệu của Arsenal á, còn đây con quỷ á. Đấy. Cái nền này là anh mua với Trung Quốc không? Không, nền thì mình mua bình thường, xong mình mua cái vỏ ga của câu lạc bộ, xong rồi đấy. Nhưng mà chưa xong là anh còn phải trang trí đồ này nọ thứ, cứ từng bước một, tại vì mình không có design. À, thế anh design mà anh tự làm từng cái một? Tức là không, do không có design cho nên mình mới sắp xếp xong cái này cái, rồi bắt đầu mình mới sắp xếp cái kế tiếp theo. Rồi bắt đầu mình mới ngẫm nghĩ cái là cái tiếp theo sẽ làm cái gì. Vì thuê thiết kế, anh thuê 3 thiết kế nhưng không làm được. Tại vì nó hiểu cơ. Họ không ra được cái ý đồ. Ví dụ làm sao ra được, ví dụ như cái này là cái trần. Thì mình nghĩ bây giờ cái khoảng trần này trống, không biết làm cái gì. Đúng không? Thì mình phải vẽ. Mình tự mình vẽ ra. Xong cái câu này là cái câu mà Milan là tất cả đời của tôi. Ví dụ vậy. Thằng thiết kế bố nó không nghĩ ra được. Làm sao thiết kế biết được? Chị ơi, chị sau đó anh mới nói là nó giống như trên khán đài. Thế là lạch đấu một cái thanh sắt á, để buộc khăn, buộc cờ vào, chứ đâu có theo thiết kế gì. Nhưng mà nhìn rất hay, cảm giác kiểu... Còn toilet á, tại sao là cái hình đó là bọn AC Milan nó vẽ là nó đái vào cái áo của Inter Milan. Kiểu ghét nhau đúng không? Ghét nhau thì... Mình vẽ ra là chỗ đó cái toilet. anh bảo hôm nào rảnh anh còn sơn một cái toilet đó, màu trắng đúng không? Anh sơn cái dọc. Một cái vẹt màu đen nữa là Juventus mới đúng bộ, nhưng mà chưa có thời gian làm. Tức là mình phải làm vậy này mới đúng catalog này. Ú vậy đúng không? Vâng. Anh làm vẽ một cái tầm 15 phân đúng không? Màu đen. Đúng rồi. Đây, đây. Đây. Đúng kiểu màu đen rồi. Đúng kiểu rồi. Đúng kiểu rồi. Chưa có thời gian làm đúng không? Ý tưởng hay. Từng bước một. Tức là cái phòng này chỉ là phòng chơi thôi. Thì không ở đúng không? Không ở. Chơi mà mình có một cái phòng ngủ Arsenal, thích thì ngủ thôi nhưng mà nó không phải là cái phòng để ở thường xuyên. Em hiểu không? Để làm để trưng bày chơi. Tự nhiên mẹ ngủ trong một cái không gian mà toàn là Arsenal không. Nó cũng sướng ý. Đang suy nghĩ coi vẽ trên trần là cái gì nữa cơ. Vẽ thêm mấy kiểu nhìn lên hình các cúp đang bay bay ra cái kiểu vậy. Là cúp C1 chứ biết các kiểu các cúp xong rồi thì bầu trời cái tố là cái đẹp. Nó ví dụ kiểu cái bầu trời tinh tú này xong thế nhưng mà đang nghĩ là nếu mà mình vẽ vậy nó có xế quá hay không nữa, cho nên là cứ từ từ á, nó phải tròn chỉnh á, làm không được anh lại xóa đi chứ không phải là mình làm không được cái mình để đó cũng khó mà ngánh ngược đi. Đây mới là chính. Dạ, đây mới là chính nha anh em, đây mới là chính. Wow. Mở được đây. Hay đấy. Cái này làm tấm chắn nắng thôi. À. Nhưng mà mình thiết kế giống như trên khán đài nó thả cái băng rôn to to. Băng rôn to to. Sao cầu môn á. Kiểu như vậy. Quá là hay. Ấn tượng anh là hay nhỉ. Đây là cái cột giống như sân Sario trên trần sân vận động. Đây là bầu trời á. Đánh kiểu hiệu ứng mây mây á. Đây là kiểu đấy. Còn TV thiết kế là phải đặt trong sân vận động giống như là mình đang xem đá banh trong giống như đang xem đá banh ngồi chơi game đá FIFA là bếp đá kiểu này luôn. Để mà bếp trầm này AC Milan này cho nó không khí từ hôm lắp giờ chưa xem chưa có thời gian. Chụp ảnh các tí không có việc nào đẳng cấp nghe. First heading. Chắc là chưa đấu dây mạng. Chưa có thời gian. Trên này là khu cầu thủ đúng không anh? Là cái ảnh cầu thủ đúng không? Đúng rồi, những cái huyền thoại. Nhưng mà anh chỉ làm những cái năm 90 trở lại. Rồi lúc mình biết thôi. Chứ còn 100 năm thì không đủ diện tích. Dạ đúng rồi. Thứ hai là những cái trước những năm 90 làm gì có ảnh chất lượng cao mà in.
Ronaldo đúng không? Đúng yeah. 589 lấy đâu ra ảnh xịn mà cái này có người ta cũng không up lên mạng á, thì lấy đâu ra mà in yeah. cũng mấy điện thoại Brazil nhiều nhỉ, hay chỉ làm cho những cái 90 trở lại thôi chứ chứ không có làm trước 90, trước 90 ảnh không kiếm được ảnh. Quá hành tráng. Tấm này giống kiểu Hải Phòng Hà Nội đó. Đấy gọi là tấm này là giống cái kiểu Hải Phòng Hà Nội trước mọi người hay hay ví von là ơi, cái tấm này là trend một thời trên mạng xã hội. Ngày xưa mình trend một thời trên mạng xã hội luôn. Khủng khiếp. Khủng khiếp. Hay. Hay cà cà này. Hay. Mấy cái này cũng mua cái kia hết này, tất cả đều mua hết. Có chất cơ này. Đầu đây là cốc các câu lạc bộ á. À, các câu trong lúc lần đi chỗ các nơi mua siêu tầm. Wow. Làm vụ những cái wow, Venter là mua ở Venter này hay là mua ở chỗ khác? Thì mua tại các cái store bọn nó. Có nghĩa anh đi hết các câu lạc bộ này rồi đúng không? Không có những cái mình nhờ bạn bè mua. À, nên chỗ nào không đi được thì mình sẽ nhờ toàn bộ kia bullet đi ra mua. Đây đây, cái này là ở Nucam này. Giống hệt cái ông chị em cũng chụp cái này. Hôm trước là cũng chụp cái tấm này luôn, là ghép Messi xong rồi ghép cầm cúp này các kiểu. Nhưng mà bọn bác sai cái là nó làm tiền rất kinh. Làm tiền rất kinh luôn. Không phải, đúng rồi. Nó làm tiền hơn cả bọn Madrid, Real. Có nghĩa là cái gì cũng nó cũng làm tiền lấy tiền được. Đến cái cỏ sân nó còn bán cho em nhớ cái hũ cỏ cái túi em mà 10 euro xong rồi lại chuyển sang cái gì nhỉ? Bán cái sân vận động nhỏ nhỏ hình cỏ 30 euro nhỉ. Xong con này thật đấy. Nhưng mà không nó làm chuyên nghiệp nó như thế nó mới lấy nhiều tiền. Xong rồi đến cái vé thay đồ đó là 122 euro, em sốc luôn. Trong khi sang Real thì cũng chỉ vào phòng thay đồ miễn phí, tức là trong cái vé tham quan luôn. Còn bọn Barca là nó không cho mình vào phòng thay đồ mà muốn thay đồ lại phải trả một cái số tiền. Mà là không phải là ai cũng được vào mà vé VIP hay là vé đặc biệt đăng ký gì đó mới được vào. Ôi em thấy đắt dã man cho nên em sốc. Bọn thì... Barca lại không cho vào phòng thay đồ đâu. Thì anh xem lâu cái này mấy tháng, một năm. Năm nữa may ra mấy phần thêm. Còn phải để máy sơn là cái máy lạnh. Phải làm hệ thống ánh sáng, treo máy khăn, nói chung là nhiều thứ. Mô hình sân luôn này. Đây là mô hình sân đúng không? Mô hình sân. Cần được không anh? Sập anh, sập. Đây anh ghép à? Cái này ghép đúng không? Dễ, bằng giấy mà. Có dư măng ra không? Dễ lâu chắc gió nó ấy. Cái này là mình về mình lắp lại anh hay là bây giờ nó bán rời xong nó có cái sách hướng dẫn bất cứ cái sân Barcelona, Real Madrid đây sân nào có các bạn nhé, đây là mô hình sân luôn nhé. Chúng ta sẽ phải chơi như kiểu hồi nhỏ Lego, lắp ghép lại Lego lại, nhưng mà thấy cũng nhiều nhà lắp khó chứ tiết, khó lại nhiều chi tiết này cũng... lắp này lắp cả ngày vậy luôn. Không đơn giản, sân nào cũng bán hết á. Em có thấy mấy bộ ở bên chỗ Barca cũng có nhưng mà em thấy khó ấy. Em sân không... mà mất thời gian lắm. Cái này làm cho anh mua Sporting Lisbon à? Cái cốc này mua Sporting Lisbon. Hôm trước thì mình có nhờ anh Trường là mua hộ một chiếc áo của Ronaldo mà bây giờ em chưa nhìn thấy chiếc áo đấy. Chưa bao giờ về chưa gặp anh được luôn. Để lấy chiếc áo luôn. Có hai áo của thằng ở Mỹ nhà anh mua. Với em đó. Với anh có một cái. Anh có một cái này này. Đó. Đấy, đơn của em. Đấy. Và chúng ta sẽ xem thử áo đấu của Ronaldo khi còn ở Sporting Lisbon. Đây sẽ áo xanh. Yeah. Đây là chiếc áo của Ronaldo các bạn nhé. Wow. Chắc là phải tầm mới về nhà phải đòi ngay anh Đường rồi. Anh Đường trước chưa em là anh Tưởng cũng quên rồi anh cầm luôn. Ba cái đấy. Việt Nam mình chắc có 3 cái Sporting Lisbon. Chắc mình sẽ được thử cầm chiếc áo này trên tay. Ở đấy là em trong sân chắc là vẫn đang nhiều biểu tượng của Ronaldo không ấy? À, trong sân của AC là chân chân Sporting Lisbon là vẫn có biểu tượng Ronaldo rất nhiều. Có chứ, có hình ảnh trong đó nhiều. Các bạn là biểu tượng vẫn là biểu tượng. Sắp tới nó đổi sân lại tên Ronaldo luôn. Mà. Nó đang đề xuất đổi tên cái sân vận động nó thành. Nhưng mà đổi thế sẽ hot hơn, du lịch thì đương nhiên sẽ hay hơn. Mục đích của nó là vậy. Đúng rồi. Nó sẽ hot hơn rất là nhiều, tại vì sao Ronaldo cũng biểu tượng lớn mà giống như du lịch được. Chứ còn đâu bình thường mọi người cũng đâu có biết được có những ai này. Thằng Quaresma ngày xưa đá số tình này.
Hình như vậy. Ngày xưa thì quanh quanh nó chỉ có ba câu lạc bộ đó thôi. Cầm mua được quả áo này sướng thì thôi. Không phải vì sao lúc em thấy anh đăng ảnh ở đây là em biết là em mua ngay, tại vì em nghĩ là bình thường cũng khó. Ví dụ đi Bồ Đào Nha, mấy ai đi Bồ Đào Nha đâu để mà ấy. Đúng rồi. Mà cái chỗ sân này nó cách xa trung tâm á, đến cái vùng này ngoại ô nhìn toàn ma túy da đen không. Thế đi sợ. Hồi nào thì có áo rồi chụp.